Đó. Thì khi nó ra xong thì các bạn chỉ việc cho chân vào, và đặc biệt con này nó có con lăn ở dưới lòng. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Tà Ban. Hôm nay Ngọc Tà Ban giới thiệu với các bạn một cái mẫu ghế massage của Furikyo. Thì đây là một trong những cái phân khúc trên 20 triệu. Thì ở trên 20 triệu này thì nó sẽ có những cái tính năng gì để cho các bạn dễ lựa chọn hơn, thì Ngọc Tà Ban sẽ chia sẻ với các bạn sâu hơn về chiếc AS750 này. Chiếc này thì sản xuất năm 2013 các bạn nhé. Thì về hình thức như các bạn cũng đã thấy, về tổng quan thì đây là một trong những cái mẫu ghế massage mà người Nhật họ đã nghiên cứu và họ đã làm ra cái mẫu này với cái yêu cầu đầu tiên, đó là nhìn trông rất nhỏ gọn nhưng mà khi mà ngồi lên thì nó rất là đặc biệt. Và đặc biệt cái chiếc này nó có thêm cái vấn đề là con lăn ở dưới lòng bàn chân và trên bắp chân, tức là cái bộ phận chân này của nó rất là hay và nó giấu được vào bên trong. Thì đây là cái hình thức bên ngoài của chiếc này, nó phối giữa màu kem và màu đen nên là nó rất là sạch sẽ. Hai cái phần vai thì các bạn có thể cho rộng ra được nếu mà các bạn cao to hơn. Hình thức thì nó còn khoảng độ tầm trên 90%. Đây các bạn có thể nhìn từ chất liệu da cho đến bên trong bên ngoài, nó còn rất là mới bởi vì chiếc này họ không sử dụng mấy. Thì cái chiếc này thì nó có từ bóp vai cho đến bóp tay rồi là bóp chân, và nó là một trong những cái bản rất là đầy đủ của Furikyo. Thì họ sản xuất ra cái mẫu này nhìn nó lạ một chút nhưng thực chất ra là nó dành cho những không gian nhỏ hẹp, và đặc biệt là trong cái thời sống hiện đại này không mấy khi mà chúng ta có nhiều không gian để dành cho chiếc ghế massage. Thì khi các bạn kéo cái tay này lên và các bạn đút tay vào là có thể tạo ra một chiếc ghế massage rất là hay. Thì ở cái phần chân này như các bạn đã thấy, đây là cái phần mà khi mà họ đã để nó gọn vào, tức là cho nó thu vào bên trong ấy, thì nó sẽ gọn gàng như vậy. Phần bên ngoài thì họ đã thiết kế cái phần màu sắc nó rất là phù hợp. Bản này thì là một trong những cái bản của Furikyo họ thiết kế tương đối là đời cao rồi, nên là các bạn có thể thấy nó là một trong những cái sự lựa chọn thực sự là trên 20 triệu thì cũng rất là xứng đáng. Trên 20 triệu mà một chiếc ghế đẹp như này thì nó không có nhiều, bởi vì là bây giờ thì ghế massage đã qua sử dụng, về cái vấn đề là nếu mà mới thì nó rất là đắt. Thì ở đây các bạn thấy đây, cái phần chân mình sẽ cho nó ra như thế này để cho các bạn dễ hình dung hơn. Đó. Thì khi nó ra xong thì các bạn chỉ việc cho chân vào, và đặc biệt con này nó có con lăn ở dưới lòng bàn chân và cái bắp chân ấy nó rất là hay. Nó khác với cả những cái chiếc dòng túi khí kia. Và khi cho vào thì nó gọn gàng này. Thì ở bản này nó sẽ chia ra các bài toàn thân. Đấy, bài tự động, bài thiên về cổ vai gáy, chuyên về lưng, chuyên về hông. Tức là nó sẽ chia ra các bài đánh khác nhau để cho các bạn dễ dàng lựa chọn cái bài đánh phù hợp với mình. Thì đây là cái video mà Ngọc Tà Ban giới thiệu với các bạn về chiếc Furikyo AS750 đời 2013 phân khúc trên 20 triệu. Thì bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với Ngọc Tà Ban theo số điện thoại 0974945555. Mình sẽ kết bạn Zalo và gửi ảnh cũng như là tư vấn cho các bạn để cho các bạn có thể lựa chọn dễ hơn và cũng xem kỹ hơn. Và quan trọng nhất là mình sẽ giúp các bạn phân tích xem là chiếc ghế này nó có phù hợp với gia đình mình hay không. Còn những bạn nào mà đã xem nhiều video của Ngọc Tà Ban rồi thì chắc chắn là với phân khúc trên 20 triệu này thì các bạn cũng đã biết nó không hề có nhiều ghế massage để cho các bạn lựa chọn cũng như là một cái mẫu đẹp như thế này.